con nhà gì đúng không em? À, chào bạn nhá, chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang hoàn thiện nốt cái con Sapa 2 Speed của khách hàng. Đó, và trước màn hình nhỏ các bạn đây là cái chiếc Sapa 2 Speed thì mình muốn chia sẻ luôn. Và bên mình đang bảo dưỡng chuyên sâu với con này. Đó, của khách hàng đi được con này chạy hơn 1 năm rồi. Đó, và mua tại hệ thống xe Minh Nhật. Và bây giờ thì chúng tôi đang công đoạn bảo dưỡng chiếc xe này. Đó. Và thì bạn hỏi luôn thì tiện đây thì mình cũng chia sẻ luôn với tất cả mọi người nhé. Đó, sau khi mà chúng tôi đã làm sạch, tháo này, tháo hết cái công đoạn ra và làm sạch. Đó. Và đây, đây là những cái chi tiết của chiếc xe. Đó, chúng tôi làm sạch như mới luôn này. Đó. Đây là cái cụm phanh của hãng Rizobec. Đó. Cái này là cụm phanh trước. Đó, phanh vành. Đó. Sạch như mới luôn mọi người nhé. Bình quân thì vị khách hàng chủ nhân của chiếc xe thì cũng chia sẻ tại shop xe Minh Nhật là chiếc xe này sử dụng một ngày anh ấy đạp khoảng cả đi cả về khoảng 30 cây, hơn 30 cây đó, thì chạy được hơn 1 năm rồi. Thì bây giờ nhờ tới shop xe Minh Nhật bảo dưỡng cái con xe này. Đó. Đó, quy trình tại shop xe Minh Nhật thì làm rất là kỹ mọi người nhé. Đó thì đây, đây là xích này. Đó. Xích này là 105. Đó, mình đã tháo hết rồi. Và lánh như mới luôn này. Đó, sạch. Bom luôn. Rất đẹp. Đó. Đó, muốn quay lại cái quy trình này thì nhất là chia sẻ tới tất cả các bạn. Đó, mà đi xe lâu rồi thì chúng ta nên để ý về cái phần phần xe. Đó, những cái chi tiết thì chúng ta nên được bảo dưỡng, vì một chiếc xe thì sau quá trình sử dụng nó sẽ bụi bẩn nó bám lên, và nó cát nó bám lên nó sẽ nhanh làm bào mòn. Nếu mà chúng ta phải có những công đoạn làm sạch. Đó. Đó, đây là bộ đùi đĩa này. Bộ đùi đĩa Prowell, hàng cao cấp, rất là đẹp. Đó, và đây là chiếc khung Sapa 2 Speed. Cái này là khung carbon này, khung với cà là carbon. Đó. Hiện tại thì bên Minh Nhật đang bán cái chiếc xe này với mức giá là 24 triệu, có chiết khấu và kèm theo những cái ưu đãi cho khách hàng. Đó, thì các bạn xem được video này. Đó, thì yêu thích cái chiếc xe này có thể đặt hàng tại shop xe Minh Nhật theo số line 0916 9952. Và bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục làm nốt cái công đoạn lắp ráp chiếc xe vào cho khách hàng. Đó. Cảm ơn các bạn nhé. Xin chào.